Em lại xin chào toàn thể các bác làm thợ bắt ong rừng nhé. Thì là một cái shop bán hàng uy tín ý, thì luôn luôn cập nhật những cái video thực tế đấy để cho các bác yên tâm là khi mua đồ bên em. Thì nay em lại tiếp tục sử dụng cái bộ quần áo bắt ong vải da có quạt. Đấy, như các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây. Thì hôm nay em sẽ sử dụng bộ quần áo này để trực tiếp khai thác cái tổ ong đây. Đấy, bây giờ ong nó ra rất là nhiều rồi. Bộ quần áo này thì gồm hai quạt nhé. Về cái cân nặng của nó thì khi các bác mua hàng về ấy, thì các bác kiểm chứng lên, các bác cân thì nó sẽ rơi vào 5kg. Đấy, đây tổ ong đây các bác này. Đấy, các bác có thể thấy là bộ quần áo bắt ong này rất là an toàn nhé, ong không thể đốt được đâu. Đấy, sử dụng trên người đấy các bác có thể thấy ong vô kín người luôn nhưng mà nó không thể đốt được. Đấy, giá cả của nó thì rất là rẻ, hiện nay thì đã vào chính giữa cái vụ quần áo bắt chính giữa cái vụ bắt ong rừng rồi. Bác nào còn thiếu của cho mình một cái bộ đồ để bắt ong rừng ấy liên hệ cho em nhé. Đấy, các bác có thể thấy này, khi có bộ quần áo này sử dụng bắt một tổ ong nào thì nó rất là đơn giản, không gây nguy hiểm đến tính mạng nha. Đấy, đối với con ong bồ vẽ này, đấy lọc của nó rất là dài, nó cũng là thuộc là một cái loại ong rất là hung dữ. Đấy, các bác có thể thấy ong bông kín người em luôn nhưng mà không thể đốt được. Đấy, quần áo rất an toàn và giá cả rất là hợp lý nha, phù hợp đối với các bác là đi bắt giải trí về anh em 4-5 anh em, 10 anh em ngồi nhậu với nhau, hoặc là đối với các bác là đi bắt kinh tế thì sử dụng bộ này cực kỳ yên tâm. Đấy, thoáng mát, mặt ở trên người thì nó có quạt. Đấy, các bác cắm quạt lên, nó có hai quạt nó chạy thì rất là mát. Thì bộ này thì nó liền ủng, liền găng tay. Đấy, những cái phụ kiện các bác được nhận kèm thì các bác được nhận kèm theo một cái khẩu trang này, một cái kính này, và một đôi găng tay sơ cua này, và một cái túi sách nhé, túi đựng bộ quần áo này. Đấy, giá cả thì em cũng báo chi tiết ở cái trong cái video lần này. Giá cả hiện tại thì của nó là rơi vào 1.300.000 đồng, trong đó đã có cước vận chuyển nhé, bộ quần áo vải da có quạt. Đấy, thì các bác có thể thấy là thực tế, đấy, một số bán hàng uy tín, số bán hàng lớn luôn luôn là test thực tế từng bộ quần áo bắt ong một đấy cho các bác cùng tham khảo về cái độ an toàn. Đấy, không giới thiệu bằng mồm mà ra thì thực tế luôn cho các bác cùng xem. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.